Để cao lên. Cao tới cái này. Tại Việt Nam mình ăn trứng cuộn nhiều rồi đúng không? Nhưng mà tôi chưa thấy cái trứng cuộn nào mà nó bự như ở đây á. Ở Busan này á. Chưa biết là ngon không. Miếng trứng rất là dày. Bên trong có là tôm, có gì nữa nè. Ồ, cua. Cá. Cua. Ngon quá. Chung không có quán Việt Nam nào quán Hàn Quốc mà Việt Nam có cửa. Trứng cuộn chính hiệu Busan.